Xin chào tất cả anh em. Trước mắt anh em đang là dòng sản phẩm súng bắn bu lông Tusaki TS-268. Và trước khi đi vào review sản phẩm thì anh em chờ tôi để tôi đóng cái máy nén khí lại đã. Wow. Rồi. Đây, sản phẩm của anh em đây là một trong những cái dòng sản phẩm 1/2 chạy bằng máy nén khí với 850 N của thương hiệu Tusaki. Mã của sản phẩm là TS-268. Thì cái dòng Tusaki này là một trong những cái dòng do Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật, rất là chất lượng, bắn rất là êm. Sản phẩm thì nặng 3 cân 1, 850 N, sẽ bắn được khoảng từ bu lông 8 đến bu lông 32 cho tất cả anh em. Sản phẩm thì bắn 3 số, left right trái phải đầy đủ luôn. Đấy, Tusaki TS-268. Sản phẩm này thì chạy máy nén khí chân 1/2 và nặng 3 cân 1, 850 N, rất là chất lượng anh em nhé. Bảo hành 1 năm cho tất cả anh em luôn. Thì vừa rồi là anh em đã xem được cái tiếng bắn của sản phẩm. Sản phẩm này ngày xưa bên mình đang bán là giá bao nhiêu ạ? 2 triệu. Và giá ngày hôm nay Tusaki đang làm thị trường ở Việt Nam, giá đã còn giảm rất là sâu anh em. Bây giờ giá chỉ còn 1.399.000. Anh em không nghe nhầm đâu ạ. Từ 2 triệu mà bây giờ Tusaki đã giảm giá 1.399.000, do thương hiệu Tusaki làm giá ở thị trường Việt Nam. Giá cập nhật vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Sau này thì giá nó có lên hay không thì cái này là do nhà sản xuất của Tusaki. Đấy, còn lại bây giờ giá là đang được trợ giá rất là tốt. Anh em nào có nhu cầu thì mua ngay đi. Con này nhá, tôi xin nhắc lại thông số. Nặng 3 cân 1, bắn 3 số, left right trái phải, từ bu lông 8 đến bu lông 32, 850 N, màu chủ đạo là màu đen, do Đài Loan sản xuất theo công nghệ của Nhật. Sản phẩm bảo hành 1 năm và ship hàng toàn quốc. Thì đây là giá và chưa bao gồm tiền ship anh em nhé. Sản phẩm này đến nơi anh em chúng ta test hàng, xem hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền. Anh em có thể thấy là cái cò súng này bắn rất là chắc chắn này, rất là đẹp. Bản thân tôi rất thích cái con TS-268 này của Tusaki. Đẹp, khỏe và chất lượng. Ngoài ra thì một cái điểm cộng của Tusaki tôi đã nói rất là nhiều rồi. Đấy chính là Tusaki thì đã nhập đầy đủ các cái linh kiện ở thị trường Việt Nam. Cho nên nếu mà trong trường hợp anh em dùng sản phẩm của Tusaki mà có vấn đề gì hỏng hóc hay là bảo hành thì hoàn toàn đã có đầy đủ tất cả linh kiện để cho anh em chúng ta sử dụng. Cho nên anh em chúng ta hoàn toàn yên tâm về cái dòng sản phẩm này nhé. Ok chưa? Thì sản phẩm này tôi xin nhắc lại thông số. Nặng 3 cân 1, 850 N, bắn 3 số, bảo hành 1 năm. Và sản phẩm này thì ship hàng toàn quốc với giá đang niêm yết trợ giá từ 2 triệu xuống còn 1.399.000. Ôi, quá rẻ luôn anh em. Nếu mà chốt thì chốt ngay thời điểm này là quá đẹp rồi. Khi mà Tusaki đang trợ giá ở thị trường Việt Nam rất là rẻ luôn. Với mã của sản phẩm là bao nhiêu ạ? Tusaki TS-268. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với cả bên mình. Sản phẩm được bảo hành 1 năm. Đến nơi anh em chúng ta test hàng, xem hàng, thử hàng thoải mái rồi mới thanh toán tiền. Tránh tình trạng là anh em có thể là mất lòng tin khi mua hàng online. Anh em hoàn toàn có thể xem hàng, test hàng thoải mái. Con này thì với 850 N thì tôi nghĩ là nó sẽ bắn được khoảng từ 8-32 cho tất cả anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ thôi. Đấy, rất là đẹp anh em nhé. Shopee này, Sendor, Lazada, bên mình đã cập nhật đầy đủ cho anh em rồi. Ngoài ra thì có cả hotline, có cả Zalo cũng như là website của bên mình là Máy Móc Minh Trí. Anh em nào có nhu cầu thì nhấc máy và alo và đặt hàng. Sản phẩm này bên mình tự tin cam kết bắn từ bu lông 8 đến bu lông 32 cho anh em. Ok chưa? Tusaki TS-268 anh em nhé. Anh em đừng quên cái mã sản phẩm này. Bắn 3 số, quá đẹp luôn. Rồi, như vậy là tụi mình đã đi qua rất là nhiều các cái dòng súng bu lông chạy khí nén cho anh em. Anh em thích cái dòng nào, bên mình sẽ báo giá. Anh em chỉ cần nhấc máy, alo qua hotline, Zalo, YouTube, đầy đủ qua website của bên mình để đặt hàng. Đấy, anh em thích mẫu nào thì bên mình sẽ báo giá cho anh em như vậy. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng, anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhtri.com hoặc là minhtrimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada
fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí, thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí, thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn, để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý, đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.